Hoàng Giao Đô xin mến chào các bác nhé. Trong video ngày hôm nay thì Hoàng Giao Đô nhận được rất nhiều các đơn sửa đồ của các bác. Vì như các bác biết thì những cái thời tiết ở miền Bắc tại cái thời điểm sau khi ăn Tết xong ấy thì thông thường là hay dính đến cái vấn đề là mưa phùn, đấy, mưa xuân. Đây là cái độ ẩm rất là cao. Và khi độ ẩm cao thì các bác biết rồi thì nó rất hay sinh ra những cái bệnh như là ví dụ như là loa nó sẽ nổ đẹt đẹt ra loa này, ví dụ như âm ly hoặc đầu cối thì hãy nổ đẹt đẹt ra loa, hoặc là đầu CD thì có thể là bật lên lâu lâu không bật mà chúng ta phải để một lúc sau đó thì nó có thể nó mới bật nên nó mới nhận bài được. Đấy thì đây là những cái trường hợp rất là hay gặp trong cái thời tiết ở miền Bắc nói chung. Thì ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng tiếp nhận được khá nhiều những cái sản phẩm của đồ chơi audio của các bác có gửi về trung tâm cửa hàng của Hoàng Gia Audio. Âm ly Nukman 309. Thì con này thì nó cũng có hiện tượng là nổ đèn kích các bác nhá, nổ đèn kích. Đấy, rồi là đầu tép của hãng Technic Moben 250 cũng hiện tượng là đứt dây cura. Rồi đầu cối thì hiện tượng là một kim vế vẩy, một kim không vẩy thì đều phải tất cả phải đều xử lý hết các bác nhá. Này thì ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng sẽ chia sẻ với các bác và cũng như là với những bác nào mà chúng ta đang gặp phải những hiện tượng, bất kỳ những hiện tượng ví dụ như đầu cối này, âm ly này, các xét này, đầu tép này, đầu CD là chúng ta gặp một trong những hiện tượng bất kỳ nào đó mà không bình thường thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio thì bên em sẵn sàng tiếp đón tiếp nhận những cái sản phẩm để lại khôi phục lại và lại là sửa chữa lại cho các bác để làm sao để nó chạy hoàn hảo như lúc ban đầu. Thì đây như âm ly 309 Nukman. Thì con âm ly này của bác khách ấy thì là sản phẩm âm ly này. Và sản phẩm của đầu Technic này là của cùng bác khách ở Hòa Bình. Thì cái âm ly này của bác ấy thì là nó giao cái tình trạng Hoàng Gia tiếp nhận là thứ nhất là gì ạ? Trước khi tiếp nhận thì bác có nói rằng cái âm ly này đã thay sò lại rồi, tức là bị cháy. Nhưng mà khi người ta thay sò thì người ta không xử lý lại cái vỉ mạch nên là khi đóng sò vào thì nó vẫn nổ lại đẹt ra loa, tức là thi thoảng nó mới nổ các bác nhá. Cái hiện tượng nó khoảng thi thoảng thôi chứ không phải là nó liên tục. Đấy. Thì cái hiện tượng này Hoàng Gia cũng đã xử lý lại rồi, làm lại vỉ kích lại cho bác đầy đủ hết rồi các bác nhá. Phải làm lại xử lý lại vỉ kích. Phải đo lại các thông số chuẩn thì nó mới chạy lâu dài được. Đấy. Đấy, cái này cũng đã xong này. Đấy. Còn chiếc đầu Technic M250 của bác khách của cùng một bác luôn thì con này thì cũng đã ngon rồi nha. Đấy. Thì hiện trường khi bác mang đến đây thì tất cả cái phỉ lệnh này là bấm nó không có tác dụng gì luôn. Đấy, tức là bấm nó không có tác dụng gì, đầu từ không hạ lên hạ xuống được nên là không thể tháo cửa băng là được. Đấy, tức là cái đầu từ nó cứ trong trạng thái là nó hít lên và nó không, thì khi nó hít lên rồi thì mình sẽ không thể bấm ra vào cửa băng được. Và tất cả vỉ lệnh này bấm nó không có tác dụng nữa. Đấy, thì cái này cũng đã xử lý cho bác ngon lành hết rồi, chạy mượt mà hết rồi. Đấy, ngon lành hết rồi. Đấy, tất cả tua là ok hết rồi. Đấy, này các bác nhá. Đấy, đồ cối này thì một vế vẩy một vế không vẩy thì cái này cũng xử lý rồi nhá. Đấy, các bác để ý khi kim một vế vẩy một vế không vẩy này, hoặc là gì ạ, hoặc là nổ đèn kích là khi các bác chỉ cần bật nguồn thôi, các bác bật nguồn thôi chưa bật băng nhá, mà kim nó cứ vẩy này, kim nó không đứng nguyên một chỗ mà nó cứ vẩy loạn lên đấy thì đấy là nổ đèn kích, có thể là nổ cả hai vế hoặc cũng có thể là nổ từng vế một. Thì tất cả những cái trường hợp này thì đều phải dọn, và dọn phải dọn cả hai vế. Đấy, bởi vì tại sao phải dọn cả hai vế, vì lý do là cái vế ban này nó đang nổ rồi, vế này nó chưa nổ thì trước sau nó sẽ nổ. Thì cũng cái công như thế, cũng cái công sửa như thế thì chúng ta chỉ cần thêm một chút thôi là chúng ta có thể dọn luôn hai vế, để tránh cái trường hợp là khi các bác sửa một vế xong rồi cái vế này nó sau này nó lại bị, thì các bác lại mất công mang đi mang lại hoặc gửi ở tỉnh nọ gửi cái kia lên thì nó mất rất nhiều thời gian cho các bác. Đấy, thì nhiều khi là chỉ thêm 100-200 thôi nhưng mà chúng ta giải quyết luôn cả hai vế thì trước sau thì cái vế nổ này đã thay, thì cái vế chưa nổ thì trước sau nó cũng sẽ lại nổ thì phải thay luôn cả hai vế. Thế là tại sao kể cả âm ly này, đầu cối này thì thông thường là Hoàng Gia sẽ xử lý cho các bác cả hai vế luôn. Đấy, thì cũng cái công mình tháo máy ra, cũng cái công mình sửa và cái công các bác gửi thì nhiều khi thì nó sẽ hoàn hảo hơn cho các bác. Nếu nhiều khi mà mình chắc nép mình sửa có một vế thôi, còn vế để lại thì để nguyên thì sau này nó lại nổ cái vế còn lại. Thì các bác lại bảo tại sao này lại không làm nốt cho các bác ấy, thì nó rất là mất công của các bác ấy.
đấy, thậm chí nên là nhờ tại sao Hoàng Gia luôn luôn là biết cái trường hợp nó sẽ xảy ra, có nghĩa không có nó sẽ xảy ra nhanh hay sớm thôi thì mình không biết, nhưng mà nó sẽ xảy ra cái việc đó, nên là khi nhận tiếp nhận bất kỳ một cái sản phẩm gì dù âm ly hay đầu cối, nếu mà mổ nổ một vế thì Hoàng Gia sẽ không cần các bác phải nói, thì Hoàng Gia sẽ vẫn làm cho các bác hai vế đầy đủ đấy, làm đầy đủ hai vế cho các bác để tránh trường hợp là nếu mình chỉ xử lý một vế thì vế kia còn lại trước sau nó sẽ lại nổ vế thôi, thì Hoàng Gia biết cái điều đó sẽ xảy ra nên là sẽ thông thường là sẽ xử lý làm luôn cho các bác nhé. Đấy. Và còn rất nhiều các sản phẩm khác âm ly nổ rất là đèn kích rất là nhiều, với cái thời tiết nồm ẩm như miền Bắc hiện nay thì rất nhiều âm ly bị nha các bác nhá. Đấy, kể cả những dòng âm ly, nhất là những dòng âm ly nhỏ ít dùng lâu dùng hoặc đầu cối lâu lâu không bật, thì các bác lưu ý là trong thời điểm miền này ở thời miền Bắc nồm ẩm mà mưa như thế này, mưa phùn ấy, thì các bác lưu ý là chúng ta không cần mở băng hoặc là không cần mở âm ly, thì chúng ta cứ bật nguồn thôi các bác nhá, cứ bật nguồn để đấy thôi, để cho nó sưởi ấm mà nó nóng lên, và cũng như là cái tụ nó luôn luôn có cái tích điện trong đó thì nó sẽ không bị nổ, và nó luôn luôn có dòng điện ngâm ở trong đó thì nó sẽ bền hơn, thay vì chúng ta cứ rút nguồn ra thì như thế nó sẽ không tốt. Đấy, thì các bác nào đang chơi audio thì nên kiểm tra lại các bác nhá, nên kiểm tra lại là cái thiết bị nhà mình đấy, và nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên sắm cho chúng ta một cái máy hút ẩm đấy, ví dụ đây một cái máy hút ẩm các bác nhá. Với hút ẩm này thì các bác có thể sử dụng, tất nhiên là phải sử dụng cho phòng kín, ví dụ như các bác muốn hút ẩm thì có phải đóng kín lại để hút, tùy công suất của từng máy, có những con máy nó hút từ 5-6 lít nước một ngày là chuyện bình thường. Nên các bác nếu mà chúng ta chơi audio thì chúng ta nên có máy hút ẩm. Tất nhiên là cái hút ẩm này nó còn tốt cho nhiều thứ thiết bị điện tử và cũng như là sức khỏe chúng ta nữa. Đấy thì nên sắm một cái máy hút ẩm các bác nhé. Đấy thì để phục vụ các bác chơi audio hoặc là những cái phòng mà nó độ ẩm cao thì chúng ta nên có những máy hút ẩm. Thì đây là những cái chia sẻ mà Hoàng Gia xin đưa ra cho các bác để các bác lựa chọn, và cũng như là để chúng ta lưu ý để chúng ta lựa chọn. Tránh trường hợp mà nếu có trường hợp mà gặp phải những cái vấn đề như Hoàng Gia có nêu ấy, thì các bác cũng liên hệ trực tiếp với trung tâm để bên em sẽ tiếp nhận và sửa chữa cho các bác. Đấy, các bác có thể gửi về địa chỉ hoặc có thể mang đến tại tận nơi để bên em sẽ kiểm tra cho các bác. Số hotline 0975884009 ạ, địa chỉ ạ 120 ngõ 120 Hoàng Quốc Việt quận Cầu Giấy Hà Nội các bác nhé. Đấy, vẫn nhận hàng sửa cho các bác đầy đủ và bảo dưỡng cho các bác. Với những bác nào cần chơi audio cổ mà chúng ta chưa biết là thợ đâu tốt hoặc là làm tốt, làm chuẩn chỉ và uy tín thì các bác cứ liên hệ, vì bên em làm thì luôn luôn có bảo hành cho các bác. Đấy, luôn luôn có bảo hành cho các bác, đã làm phải có bảo hành các bác nhá, và đã bán cũng sẽ có bảo hành, nên là các bác hoàn toàn yên tâm trong quá trình bảo hành có vấn đề gì mà đúng với những cái lỗi cũ đấy thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ xử lại lý cho các bác đến khi được thì thôi. Đấy thì quan điểm là như thế. Còn khi mà nếu mà phát sinh những cái bệnh khác không phải cái bệnh trước đó thì cái đó sẽ tính phí bình thường. Còn và khi xử lý xong mà nó vẫn bị cái bệnh đó thì bên em sẽ có trách nhiệm xử lý cho các bác. Đấy, thì các bác cũng hình dung như thế để cho nó rõ ràng, và cũng như em cũng sẽ cố gắng làm sao nó hoàn thiện hơn, bởi vì cũng không muốn là sửa nó chưa đến nơi đến chốn được. Cái gì như thế mình muốn sửa làm sao cho dứt điểm, nhưng mà có những cái nó sẽ tồn tại lại một chút. Đấy, thì cũng sẽ cố gắng làm sao phục vụ các bác sẽ hoàn hảo hơn. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.